thử được không? Vâng, xin chào anh em phòng chế. Hôm nay mình đã quay trở lại làm video. Đấy, sau một thời gian vắng mặt, công việc khá là bận rộn. Hôm nay quay trở lại thì cái đầu tiên mà dân phòng chế cần có là một cái mỏ hàn. Và hôm nay mình quyết định mua cái mỏ hàn chế này. Đấy, tại sao mình lại mua cái mỏ hàn chế này? Đây là 220. Mà không phải mua mỏ hàn sung thường, bởi vì mỏ hàn sung thường của tàu giờ nó chỉ có giá là 101 thôi trên thị trường. Nhưng mà rất là đẹp, dùng một thời gian là nó cháy rồi. Còn mỏ hàn tiệm thì 500, mình không đủ tiền mua. Và cái mỏ hàn kia của mình dùng trước từ những video kia thì mình lại phải để lại ở nhà cho bố mình dùng. Hôm nay mình sắm cái này. Mình biết là 220 là sẽ giá trị rất là lớn hơn cái giá trị thực của mỏ hàn này, bởi vì nếu mà chế một chiếc mỏ hàn này thì chúng ta chỉ mất khoảng 70-80 nghìn thôi. Tuy nhiên là mình cũng không có thời gian chế nên hôm nay mình mua cái mỏ hàn này. Và cũng nhân tiện đây mình quay một video này để chào tất cả các bạn là mình đã quay trở lại làm video. Đây là mặt bàn mới của mình này. Và thứ hai là mình cũng test thử xem là cái chất lượng mỏ hàn này thế nào. Nếu ok thì anh em nào nếu mua mình có thể mua ở trên này gửi xuống. Hoặc là nếu có thời gian rảnh thì mình sẽ sản xuất mỏ hàn này và bán với giá rẻ hơn để cho chúng ta có thể có nhu cầu sử dụng cả mỏ hàn. Vâng, thì ở đây thì một cái mỏ hàn dài như này. Đấy, mình vừa đi chợ mình mua, mình quay là mình mua ở Sơn Tây. Đấy. Cái này nhìn cũng khá là ổn, nó cũng khá là tuyết. Thì cái mỏ hàn này cũng khá nặng. Ở đây là mình cân nó lên. Ở đây cân nó lên thì nó rơi vào khoảng 8,5 lạng. Đây mình sẽ rút điện thoại ra và quay cho mọi người. Đây, 8,5 lạng. Cũng khá là ổn. Ở đây là tay cầm súng này nhìn cũng rất là đẹp này. Đẹp hơn tay cầm một số bạn làm bằng ống nước thì có vẻ méo mó, cái này nhìn công nhận là dùng cái súng này. Đấy. Thì đây là dây của nó. Dây này thì mình nghĩ là sẽ cho hiệu suất cao hơn. Và vỏ này bằng nhôm thì tản nhiệt cũng khá là tốt. Đó, bây giờ thì mình sẽ cắm thử và test luôn ở đầu này để cho chúng ta cũng có thể thấy được là nó dùng thế nào. Và sau một thời gian sử dụng thì mình sẽ đánh giá độ bền của nó. Đó. Đây là mình vừa mới mua thì đầu mỏ hàn nó còn nguyên. Mình sẽ thử xem bao nhiêu dây thì có thể chảy tiếp. Vâng, như vậy là thiếc chảy rất là tít rồi đấy ạ. Ở đây thì nó yếu hơn cái mỏ hàn tiệp cũ của mình ở quê, cái mỏ hàn tiệp mà mình hay làm video về trước ấy. Tuy nhiên là tốc độ chảy như này là cũng khá là ổn rồi. Vâng, nếu mà chúng ta ấn như này chỉ khoảng 3 giây là bắt đầu mỏ hàn nóng. Ok, tiếng rung thì cũng sợ là không có, vì ở đây họ đã siết ốc khá là chặt. Cái này mình lom dom một điều là nếu mà nó dò điện ra đằng dây đồng ấy, chúng ta có thể bị giật, nó không như cái vỏ nhựa kìa. Tuy nhiên là cũng ít khi nó dò như vậy đâu. Thì ở đây mình sẽ dùng một thời gian và sau này mình sẽ cho các bạn xem cái kết quả của nó sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.